Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty vàng bạc đá quý hiệu Thảo 2 ở số nhà 046A Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn một sản phẩm nhẫn đá ruby nữ. Chiếc nhẫn đá ruby này là của làm cho một chị khách hàng ở Hải Dương, chị đấu giá trên livestream của công ty, đấu giá thành công viên ruby này và chị nhờ công ty nên sản phẩm nhẫn luôn, size tay 15, độ vàng là vàng 18k, trọng lượng là 1,5 chỉ. Đấy, chuyên gia thiết kế nhẫn của công ty đã thiết kế cho chị một kiểu nhẫn là có gắn những viên đá trắng nhỏ rất là trẻ và những đường led uốn lượn rất là mềm mại. Đấy, nắp viên đá này nên rất là nổi bật và đeo lên sẽ là rất là trẻ. Với thiết kế này hy vọng là chị sẽ hài lòng với mẫu thiết kế riêng này cho chị. Chúc chị luôn luôn may mắn với sản phẩm nhẫn này và xinh đẹp. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị đã tin dùng sản phẩm của công ty. Chúc chị luôn luôn may mắn và thành công rực rỡ trong khi sử dụng sản phẩm này. Rất đẹp ạ. Nếu mọi người để ý rằng những chi tiết nhỏ như những cái chấu đá này rất là rõ nét, rất là bóng. Đấy, cái viên đá này màu hồng ánh sen đeo lên rất là trẻ. Mọi người theo dõi clip này thấy hay thì hãy like và chia sẻ. Hãy đăng ký giúp ủng hộ công ty. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Sau đó các bạn ấn vào nút chuông, ấn ở phần tất cả. Thì sau này công ty phát video nào thì các bạn sẽ được nhận thông báo ngay. Cảm ơn tất cả các bạn.